Xin chào tất cả các bạn. Chiếc tay mình đang là một chiếc iPhone 15 Pro Max. Hôm nay mình sẽ điểm nhanh ra xem chiếc iPhone 15 Pro Max này nó sẽ có những nâng cấp và những thay đổi gì. Thì đây là một chiếc tay mình là một cái mô hình nhưng mà nó sẽ có những cái tỷ lệ cũng như là những cái thiết kế tương đồng và tương đương so với iPhone 15 Pro Max bản gốc. Đó, thì mình sẽ điểm nhanh nhé. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy mặt lưng, nó sẽ là một cái màu rất là đặc biệt và nó sẽ khác hoàn toàn so với những thiết bị trước. Đó, mỗi đời Apple đưa ra một sản phẩm nó sẽ có một cái màu điểm nhấn và màu đặc trưng. Ví dụ 13 Pro Max là màu blue, màu 14 Pro Max thì là màu tím và hiện tại 15 Pro Max sẽ là cái màu titanium tự nhiên như thế này. Đó. Về ngay lập tức khi nghe các bạn nghe đến tên của cái màu ấy, các bạn đã biết được luôn nó sẽ có khác biệt là gì? Đó là chất liệu titanium nhá. Đây, đây là titanium tự nhiên với cái viền được phay như thế này. Đấy. Viền của titan như thế và với cái màu rất là đẹp như thế này, tự nhiên. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Ở bên ngoài chúng ta sẽ nhìn được đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, ok. Tiếp đến là các bạn có thể nhìn thấy cái điểm khác biệt ở cái cụm camera. Đây, một cụm camera các bạn nhìn thấy được chiều sâu ở cái ống kính thứ ba nhé. Rất sâu. Và chúng ta sẽ có một cái zoom, đó là zoom 5x mặc định. Đấy, khẩu độ TD. Đó, rất là tốt. Và camera này nâng cấp rất là nhiều rồi. Ok, thì đấy là về cái mặt lưng mà các bạn nhìn có thể thấy được sự khác biệt. Đó, bây giờ mình sẽ điểm tiếp về các phần khác. Về phần cạnh phải vẫn như vậy, vẫn sẽ có nút tăng giảm âm lượng, một cái khay sim ở đây. Riêng bản Mỹ thì sẽ không có khay sim mà chúng ta sẽ phải sử dụng hoàn toàn bằng eSIM, và sẽ có một cái nút hoàn toàn khác chỉ dòng Pro và Pro Max mới có thôi, đó là cái nút option như thế này. Đấy, chức năng thay cho cái nút gạt zoom trước đây. Đấy, mà từ trước đến giờ Apple đều dùng nút gạt zoom nhá cho các dòng iPhone. Tuy nhiên lên dòng 15 Pro Max thì nó sẽ có thành nút bấm, các bạn có thể bấm và giữ để gắn những cái tính năng cũng như là để thay đổi những cái tính năng dành cho chiếc điện thoại của mình mà không cần chỉ có mỗi cái gạt zoom nữa. Đó, các bạn có thể thực hiện chụp ảnh này, thực hiện đặt báo thức, tắt báo thức, vân vân. Đấy, có thể sử dụng được cái nút này trong cái phần mềm. Rồi, về phần cạnh trước, cạnh trên thì vẫn không có gì thay đổi cả. Ok, cạnh bên cũng vậy, cũng không có gì thay đổi cả, vẫn thế. Và phần cạnh dưới thì sẽ có một cái thay đổi nữa, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ chuyển cái cổng Lightning thành cổng Type-C rồi. Đó, thì đây sẽ là một cái cổng chuyên chuẩn kết nối cho tất cả các thiết bị. Sau này các bạn sẽ không cần phải dùng quá nhiều dây dở nữa khi Apple đã chuyển toàn bộ hệ sinh thái của mình từ tai nghe iPad, MacBook đều sang cổng Type-C hết. Ok, thì đấy là những cái thay đổi về phần bên ngoài. Đó. Về phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình như thế này, và chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình rất là to, màn hình viền thuốc Dynamic Island và kích thước 6.7 inch. Đó. Tuy nhiên thì cái phần viền màn hình này Apple đã làm mỏng hơn rất là nhiều rồi, chỉ là 1.5mm thôi, không phải là cái viền dày như những dòng iPhone trước đây nữa, mà nó chỉ rất là mỏng nhá, 1.5mm. Đó. Bên cạnh đó thì cái phần cầm nắm Apple cũng đã làm tốt hơn rất là nhiều khi đã bắt đầu bo cong các viền và bo tròn tất cả các viền như thế này. Đó, các bạn cầm nắm sẽ không bị cấn tay, không bị phần cạnh vuông này đập vào tay và đau tay nữa, mà các bạn cảm giác cầm nắm nó sẽ được trơn tru hơn, mượt mà hơn. Đấy, cảm giác thon gọn và rất là dễ chịu. Đó, thì đấy là về cái thay đổi bên ngoài cũng như là cái cách cầm nắm và cái thiết kế cũng như là cái màu sắc và chất liệu. Ok, tiếp đến thì mình sẽ nói về cái kích thước của thiết bị này. Thiết bị này thì vì được sử dụng là khung titanium nên trọng lượng của nó đã được giảm xuống là chỉ còn 221g thôi. Đó, không còn phải là 240g như dòng iPhone 14 Pro Max trước đây nữa. Đó, và kích thước cũng đã được thay đổi. Đấy. Kích thước của nó thì chúng ta sẽ có là 159mm, đấy, 15.9mm, 76.7mm, đấy, 7.6cm và độ dày là 8.3mm. Đó, ok. Rồi, thì nó sẽ dày hơn một chút so với dòng 14 Pro Max là 7.9mm, còn dòng này là sẽ là 8.3. Tuy nhiên thì cảm giác cầm nắm nó sẽ nhẹ hơn và mượt mà hơn rất là nhiều. Ok, thì đấy là về cái phần bên ngoài. Đó. Về đặc điểm bên trong thì chúng ta sẽ là gì? Đầu tiên mình sẽ nói về cái màn hình. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình, đó là màn hình tần số quét 120Hz, đấy, độ sáng là 200 nit. Đó, kích thước là 6.7 inch và mật độ điểm ảnh độ phân giải là 460 PPI. Đấy. Viền màn hình thì mỏng hơn nhá, mình đã điểm rồi. Đấy, điểm đáng nhấn của cái chiếc iPhone 15 Pro Max là viền màn hình mỏng hơn, chỉ 1.5mm thôi. Ok, rồi, về bên trong thì chúng ta sẽ có một cái dung lượng RAM được nâng cấp, không phải là 6GB nữa mà sẽ được nâng cấp lên là 8GB mặc định. Đó, dung lượng bộ nhớ cũng được nâng cấp lên gấp đôi từ 128GB mặc định. Hiện tại khi các bạn mua bản rẻ nhất, bản thấp nhất cũng vẫn sẽ được là 256GB mặc định. Đó, với cái dung lượng 256GB thì các bạn có thể thoải mái lưu trữ, thả hồ lưu trữ nhá. Ok, bên cạnh đó thì Apple cũng đã nâng cấp lên một cái con chip cho chiếc iPhone 15 Pro Max này là chip A17 Pro, tiến trình là 3 nanomet. Nó được
đánh giá là nhanh hơn khoảng 20% so với chiếc iPhone 14 Pro Max đang sử dụng con chip là A16 Bionic nhá. Đó, nhanh hơn 20% so với một chiếc điện thoại quá là mạnh rồi thì chứng tỏ là chiếc iPhone 15 Pro Max này cực kỳ mạnh mẽ. Đấy. Và các bạn thì yên tâm sử dụng chiếc iPhone 15 Pro Max này trong vòng từ 5 đến 7 năm nữa vẫn là ok nhá. Đấy. Rồi, tiếp đến thì ở đây mình sẽ điểm về cái phần pin của chiếc máy này. Pin thì nó sẽ là dung lượng của nó sẽ là 4422 mAh, sẽ nhiều hơn một chút so với dung lượng pin của 14 Pro Max. Và tuy nhiên thì theo mình đánh giá từ dòng 13 Pro Max trở đi thì pin của Apple, pin của iPhone nó đã khá là ổn định và ok rồi, nên các bạn có thể yên tâm về cái phần pin này đó. Và vẫn là phần pin thì chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn, đó là về chân sạc Type-C đó. Chân sạc Type-C thì nó sẽ cho chúng ta truyền tốc độ truyền dữ liệu cũng như kết nối dữ liệu nhanh hơn và ổn hơn rất là nhiều rồi đó. Để mình điểm thêm một cái điểm nữa ở trên dòng 15 Pro Max, theo các bạn có nên nâng cấp đánh giá hay không, đó là phần camera. Đấy. Về phần camera này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái camera 48 megapixel là camera chính nhá. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái camera 12 megapixel, 48 megapixel. Đấy. Rồi, việc và camera trước thì mặc định vẫn là 12 megapixel rồi. Camera ở đây thì chỉ có một cái điểm nhấn và nâng cấp tốt hơn dành cho 15 Pro Max, đó là chúng ta sẽ có một cái camera zoom mặc định là 5x nhá. Sẽ có một cái ống kính tele tiềm vọng tốt hơn, đó, chụp xa hơn, đó, và sẽ có một cái ống kính để chụp ảnh buổi đêm tốt hơn cả 14 Pro Max. Đấy, 14 Pro Max đã tốt thì 15 Pro Max còn tốt hơn và sẽ làm tốt hơn một chút nữa. Đó, mình chỉ có một cái điểm hay đó là cái phần zoom của nó đã lên ở tận là 25x rồi chứ không như những thiết bị trước đây nữa. Đấy, thì đấy là một số những cái nâng cấp thay đổi trên cái dòng iPhone 15 Pro Max này. Đấy, và giá hiện tại trên thị trường thì nó chênh với cái bản 14 Pro Max là khoảng 10 triệu đồng. Nên các bạn có thể suy nghĩ và cân nhắc đối với những cái nâng cấp như vậy thì có nên để các bạn đổi một chiếc iPhone 14 Pro Max lên 15 Pro Max hay không. Ok, thì đây là một cái đánh giá nhanh của mình về cái chiếc iPhone 15 Pro Max này. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip khác nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.